Trên một ngọn núi nọ có một cung điện ngọc, nơi đó là cái nôi của cung phu, sư phụ gấu mèo dạy ra nhóm ngũ đại hào kiệt vang danh thiên hạ, lần lượt là Kiều Hổ, Kim Hầu, Tiên Hạc, Linh Xà và Đường Lang. Võ công của họ cao cường, bảo vệ sự an toàn của thiên hạ, cũng nhận được sự ngưỡng mộ của người dân. Hôm đó, sư phụ đang luyện võ với các đồ đệ, đột nhiên nghe nói đại sư Ockway muốn gặp ông. Đại sư Ockway nói với sư phụ Tàn Báo sắp vượt ngục rồi. Tàn Báo từng là đệ tử mà sư phụ yêu mến nhất, anh ta mơ ước trở thành Thần Long đại hiệp. Đại sư Ockway nhìn thấu dã tâm của Tàn Báo nên từ chối anh ta. Tàn Báo thẹn quá hóa giận đã giết cả dân làng trong thị trấn dưới chân núi, cuối cùng bị đại sư Ockway bắt được và nhốt vào trong tù, không bao giờ nhìn thấy ánh sáng. Nếu Tàn Báo vượt ngục vậy cả thiên hạ ắt trăm họ lầm than. Vì thế, sư phụ vội sai Danh tới nhà tù trông coi, dặn dò cai ngục nhất định phải trông chừng Tàn Báo. Đại sư Ockway nói với sư phụ, mọi thứ đều theo ý trời, có lẽ Thần Long đại hiệp sắp xuất hiện rồi. Theo lệnh của đại sư Ockway, sư phụ quyết định tổ chức một cuộc thi võ thuật, do đích thân đại sư Ockway lựa chọn ra Thần Long đại hiệp. Dưới chân núi cung điện ngọc có một thôn nhỏ tên là Thung Lũng Bình Yên, chú gấu trúc pô sống trong thôn này. Ước mơ của cậu là có thể trở thành một cao thủ võ lâm, giống như ngũ đại hào kiệt hành hiệp trượng nghĩa, nhưng cha của Pô là cha ngỗng, lại chỉ hy vọng con trai có thể kế thừa sản nghiệp, mở một tiệm mì giống ông. Hôm đó, Pô đang giúp cha ngỗng bồi bàn, bên tai nghe thấy đại sư Ockway sắp chọn ra Thần Long đại hiệp, Pô nhiệt huyết sục sôi, quay đầu chạy lên núi. Ai ngờ, cha ngỗng ném một chiếc xe bán mì cho cậu và nói với con trai rằng đừng bỏ lỡ cơ hội kinh doanh tốt như vậy. Nhưng cung điện ngọc quá cao, mang theo xe bán mì nên Pô không thể leo lên được. Để tận mắt chứng kiến sự ra đời của Thần Long đại hiệp, Pô không cần chiếc xe bán mì của cha nữa, lăn leo bò trườn chạy lên đỉnh núi nhưng vẫn bị chậm một bước. Cánh cổng của cung điện ngọc đã đóng lại, cuộc thi so tài trong sân đã bắt đầu. Pô không can tâm, cậu phải tìm cách. Cậu hành hạ bản thân chỉ còn nửa cái mạng nhưng vẫn không vào được cung điện ngọc. Bên tai nghe thấy đại sư Ockway sắp chọn ra Thần Long đại hiệp, Pô biết đây là cơ hội cuối cùng của mình. Pô nhanh trí dùng pháo hoa làm một cái ghế hỏa tiễn. Khi pháo hoa nổ mang theo tia lửa bay lên không trung, đợi Pô mở mắt ra lần nữa thì cậu đã nhìn thấy ngón tay đại sư Ockway đang chỉ vào mặt mình. Còn chưa đợi Pô hiểu chuyện gì đang xảy ra, đại sư Ockway tuyên bố ngay tại chỗ, Thần Long đại hiệp chính là Pô. Mọi người vỗ tay ầm ầm, nhưng sư phụ không thể chấp nhận hiện thực này. Đại sư Ockway lại vô cùng bình tĩnh, ông nói mọi thứ đều theo ý trời. Pô được đưa đến điện anh hùng, sư phụ bảo Pô tốt nhất thấy khó mà rút lui, nếu không thì sư phụ giơ tay kẹp chặt đầu ngón tay của Pô, đây là vô tích tỏa chỉ công, nếu sư phụ đặt ngón út này xuống thì Pô sẽ lập tức biến thành nước tương thịt gấu, tất cả xương thịt đều tan thành canh. Sư phụ đưa cậu đến phòng luyện công, ngũ đại hào kiệt đang tu hành, sư phụ bảo Pô chọn một hạng mục để luyện tập. Pô quay một vòng cuối cùng quyết định bắt đầu luyện tập từ con lật đật, chỉ đáng tiếc con lật đật mà cậu bé 3 tuổi chọn để luyện tập cũng giấu tài, một cái tát đã ép Pô vào trong trận mê hồn. Mục đích ban đầu của sư phụ là muốn giao ai phủ đầu Pô, nhưng Pô không phải tới học võ, cậu tới để đu idol. Buổi tối Pô tới tìm các idol để nói chuyện, Hồ tỷ không hề nhân nhượng nhục mạ Pô, nói cậu là nỗi nhục của võ lâm. Pô bị idol nói như vậy cũng hơi chán trường, cậu đến dưới gốc đào ở sau núi gặp được đại sư Ockway. Đại sư Ockway an ủi Pô phải sống cho hiện tại, thuận theo trái tim. Cùng lúc đó, ở một nơi lạnh lẽo phía xa, Danh bay đến nhà tù chuyên trông coi Tàn Báo, nói tin tức sư phụ sắp chọn Thần Long đại hiệp cho Tàn Báo nghe. Tàn Báo thờ ơ, dường như chết vậy. Bảo vệ tê giác dẫn Danh quay người rời đi. Họ không chú ý đến một chiếc lông của Danh rơi xuống bên cạnh Tàn Báo. Tàn Báo lợi dụng chiếc lông này đã mở khóa xiềng xích. Bảo vệ tê giác nhìn thấy cảnh tượng này thì giật mình, vội bảo xạ thủ kéo cung bắn chết Tàn Báo. Nhưng không ngờ mũi tên này lại bắn mở xiềng xích cuối cùng trên người Tàn Báo. Tàn Báo lợi dụng những thanh kiếm thành chiếc thang đã leo lên thành công. Bảo vệ tê giác bảo cung thủ kéo tên muôn nỏ cùng bắn, nhưng vẫn không thể ngăn cản được Tàn Báo. Sắp thấy Tàn Báo càng ngày càng đến gần cổng nhà tù, bảo vệ tê giác bắn thuốc nổ, vô số tảng đá rơi từ trên trời xuống, đập sập cây cầu đá dẫn vào cổng nhà tù. Tàn Báo cũng rơi xuống với vô số tảng đá, nhưng hắn đã nhanh chóng trèo lên các tảng đá rơi xuống và nhanh chóng leo lên đỉnh nhà tù, kéo hai quả bom và ném về phía bảo vệ tê giác. Cuối cùng Tàn Báo cũng thoát khỏi nhà tù. Hắn bảo Danh truyền tin cho sư phụ, Thần Long đại hiệp chân chính sắp trở về nhà rồi. Danh nhếch nhác bỏ chạy về cung điện ngọc và nói tin tức Tàn Báo vượt ngục cho sư phụ. Sư phụ vội vã tới tìm đại sư Ockway. Bây giờ chỉ đại sư Ockway có thể đánh bại được Tàn Báo. Nhưng lần này đại sư Ockway không thể giúp được gì. Ông ấy bảo sư phụ thử tin tưởng Thần Long đại hiệp xem sao. Mặc dù trông Pô là đồ ăn hại, nhưng nếu sư phụ đồng ý dẫn dắt cậu tin tưởng cậu, có lẽ cậu ấy cũng có thể mang tới bất ngờ cho sư phụ. Đại sư Ockway đưa cái nạng của mình cho sư phụ. Tuổi thọ của ông sắp cạn, sư phụ buộc phải một mình đi tiếp con đường phía trước rồi. Nói xong, đại sư Ockway biến thành những cánh hoa đào và biến mất khỏi nhân gian. Sư phụ chịu đựng nỗi đau đến tìm Pô, Tàn Báo trở về rồi, mà đại sư Ockway cũng chết rồi. Nếu Pô là Thần Long đại hiệp, buộc phải gánh vác trách nhiệm này, chiến đấu với Tàn Báo bảo vệ dân làng dưới núi. Pô sợ hãi quay đầu bỏ chạy, sư phụ ở phía sau ngăn cản Pô. Ông nói với Pô, nếu con đã là Thần Long đại hiệp, con nhất định có thể đánh bại Tàn Báo, ta có thể dạy con võ công, biến con trở thành cao thủ tuyệt đỉnh. Nhưng Pô cảm thấy mình không có lòng tin, cậu tức giận hỏi sư phụ, người làm cách nào mới có thể khiến kẻ vô dụng như con trở thành Thần Long đại hiệp đây? Lời chất vấn của Pô khiến sư phụ ngỡ ngàng, thật ra ông chưa từng tin rằng Pô thật sự có thể cứu thế giới, cho nên bây giờ bảo ông dạy Pô, nhất thời ông cũng không biết dạy từ đâu. Sư phụ mờ mịt và Pô sợ hãi đều bị các ngũ đại hào kiệt nhìn thấy, họ quyết định chia sẻ nỗi lo cho sư phụ tới.
tới gặp Tàn Báo. Nếu có thể đánh bại hắn thì tốt, nếu không đánh bại được thì kéo dài thời gian. Vì thế năm người đã xuất phát trong lúc đêm khuya tới gặp Tàn Báo. Sáng sớm ngày hôm sau, sư phụ suy nghĩ cả đêm nghe thấy âm thanh kỳ lạ. Ông mở cửa phòng bếp, phát hiện Po đang ăn lấy ăn để, dường như sắp đập phá hết cả phòng bếp rồi. Sư phụ đột nhiên nhanh trí, cố ý nói với Po rằng nơi cao nhất trên giá đỡ còn có một lọ đào khô. Nói xong thì bèn giả bộ rời đi, nhưng thật ra trốn trong bóng tối để quan sát. Ông kinh ngạc phát hiện Po lại có thể một bước bật nhảy lên xà nhà, tay cầm miếng đào ăn rất ngon lành. Sư phụ nhìn thấy Po có thể nhảy cao mấy mét thì trầm ngâm. Ông tìm ra cách dạy Po rồi, đó là dùng thức ăn làm mồi nhử. Cách dạy của sư phụ vô cùng hiệu quả, võ công của Po nhanh chóng tiến bộ. Chỉ vì một miếng ăn, Po liều mạng tu luyện, bởi vì không đánh thắng được sư phụ thì không được ăn cơm. Cuối cùng có một ngày Po cướp được một chiếc bánh bao từ trong tay sư phụ, nhưng cậu lúc này đã không muốn ăn nữa. Cậu hiểu nỗi khổ tâm của sư phụ, mọi thứ sư phụ làm đều là để dạy cậu biết võ công. Bên kia, Ngũ Đại Hào Kiệt và Tàn Báo gặp nhau, họ vốn muốn cắt đứt cây cầu ngăn cản Tàn Báo tiến tới, nhưng tốc độ của Tàn Báo quá nhanh đã bổ nhào tới. Tàn Báo cho rằng kẻ đến ngăn cản hắn là Thần Long Đại Hiệp, kết quả chỉ thấy năm sư đệ sư muội thì vô cùng chán nản. Hắn đánh nhau với Hồ Tỷ trên cầu treo, Hồ Tỷ nhanh chóng không chống cự nổi. Kim Hầu, Linh Xà và Tiên Hạc vội chạy tới giúp đỡ, gánh nặng chống đỡ cây cầu rơi vào người Đường Lang. Bốn sư huynh đệ được đào tạo bài bản nên có sự hợp tác ăn ý, vừa vào trận đã dồn Tàn Báo lùi về sau hết lần này đến lần khác. Cuối cùng cầu treo cũng đứt, Tàn Báo bị quấn chặt trên dây thừng rơi mạnh xuống phía đầu đoạn cầu treo kia. Nhưng chưa đợi Ngũ Đại Hào Kiệt lấy hơi, mượn lực quán tính đung đưa, hắn đáp xuống phía sau lưng của Ngũ Đại Hào Kiệt nhanh như chớp. Thất bại vừa nãy chỉ vì hắn quá khinh địch, còn Tàn Báo bây giờ dốc toàn sức lực thi triển Quỳ Hoa Điểm huyệt thủ, khiến Ngũ Đại Hào Kiệt rơi vào thế bất động. Duy nhất có Tiên Hạc di chuyển được đã mang bốn sư huynh muội mất đi khả năng di chuyển trở về cung điện. Sư phụ vừa nhìn thì bị sốc, võ công của Tàn Báo lại nâng cao thêm một tầng, xem ra đã đến lúc mở Thần Long Bí Kíp ra rồi. Thần Long Bí Kíp là chí bảo mà đại sư U Tuê để lại, truyền thuyết nói rằng sau khi Thần Long Đại Hiệp lĩnh hội được ý nghĩa thực sự của bí kíp mới có thể thay ra đổi thịt cứu chúng sinh. Po vừa kính nể vừa sợ hãi mở cuốn bí kíp, lại phát hiện đây chỉ là một cuốn sách không có chữ. Hy vọng cuối cùng của con người tan vỡ rồi. Sư phụ đành bảo Ngũ Đại Hào Kiệt đưa Po sơ tán cư dân của thung lũng Bình Yên. Theo kinh nghiệm của ông, Tàn Báo chắc chắn sẽ giết cả dân làng. Cha ngỗng thấy con trai trở về thì vô cùng vui vẻ, ông kéo Po đi và nói huyên thuyên, vừa dọn nhà vừa suy nghĩ về cuộc sống tương lai. Nhưng Po luôn lơ đãng, để con trai phấn chấn, cha ngỗng quyết định nói công thức bí truyền của quán mì nhà mình cho Po. Cha ngỗng nói rằng công thức này không thêm gì cả, chỉ cần con tin bát mì này là bát mì ngon nhất, vậy thì nó chính là bát ngon nhất. Po đột nhiên hiểu ra hàm ý của cuốn sách không có chữ kia. Lần này cậu mở Thần Long Bí Kíp ra, cậu nhìn thấy bóng dáng của mình ở bên trên. Po hiểu ra hàm ý của Thần Long Bí Kíp rồi. Anh hùng chân chính luôn là bản thân, tin tưởng bản thân là người mạnh nhất, bạn mới có thể đạt được sức mạnh mạnh nhất. Lúc Tàn Báo đuổi đến cung điện ngọc trên núi chỉ còn lại một mình sư phụ. Hắn căm hận sư phụ năm đó không che chở cho hắn trước mặt đại sư U Tuê, không đưa Thần Long Bí Kíp cho hắn. Tàn Báo dốc toàn lực công kích sư phụ, nhưng sư phụ chấp niệm tình xưa, không nỡ ra tay độc ác với Tàn Báo. Cuối cùng sư phụ bị Tàn Báo đánh ngã xuống đất. Tàn Báo bóp chặt cổ sư phụ, ép hỏi tung tích của Thần Long Bí Kíp. Sư phụ nói rằng Thần Long Đại Hiệp đã mang bí kíp đi rồi. Tàn Báo càng tức giận hơn, đang muốn đánh chết sư phụ, đột nhiên nhìn thấy Po đi vào trong đại điện. Cậu giơ Thần Long Bí Kíp ra và lắc nó. Quả nhiên, Tàn Báo đã thả sư phụ ra và xông về phía Po. Po nhìn thấy Tàn Báo xông tới thì lập tức quay đầu bỏ chạy. Tàn Báo muốn khống chế Po trong không trung, nhưng không ngờ tên mập này trông vụng về thật ra vô cùng xảo quyệt. Cậu lợi dụng địa hình tròn trơn đã tránh được đòn công kích của Tàn Báo. Tàn Báo hung hăng lao tới đè lên người Po, muốn cướp bí kíp trong tay cậu. Hai người lăn từ trên cầu thang dài xuống, Po rơi xuống đất, bí kíp rơi khỏi tay cậu và bay đi. Tàn Báo xông về phía bí kíp, Po đuổi sát theo sau, bí kíp rơi xuống dưới đất, Po dùng chảo sát úp bí kíp xuống dưới. Cậu dùng cây trúc làm cà kheo, chơi trò thị giác với Tàn Báo, giống như cậu và sư phụ cùng dùng đũa để gắp bánh bao vây. Tàn Báo thì rất thô lỗ, đánh bay hết tất cả chảo sát đi, bí kíp lộ ra ngoài. Trong lúc đánh nhau, Thần Long Bí Kíp mắc vào miệng của con rồng trên cao. Độ cao này không là gì so với Tàn Báo, nhưng Po muốn bay lên đó cần phải dùng công nghệ nào đó. Cậu tưởng tượng bí kíp thành một chiếc bánh đao, lập tức có một cỗ sức mạnh tràn khắp cơ thể, hai người chạy về phía Thần Long Bí Kíp. Sau một trận đối đầu khốc liệt, cuối cùng Tàn Báo cũng lấy được Thần Long Bí Kíp, nhưng lúc hắn mở bí kíp ra xem, lại phát hiện đây là một cuốn sách không có chữ. Lẽ nào mình đã sai suốt thời gian qua sao? Tàn Báo tức giận chút hết sự bất mãn trong lòng vào gấu trúc, nhưng gấu trúc lại cực kỳ linh hoạt, một cơ thể mập mạp khiến hắn không biết dùng sức vào đâu. Ngược lại cậu đá bay Tàn Báo lên không trung rồi nặng nề rơi xuống. Tàn Báo nhếch nhác bò lên từ dưới đất vẫn còn muốn đánh tiếp, nhưng hắn phát hiện Po dùng vô tích tỏa chỉ công kẹp chặt tay hắn. Tàn Báo không tin sư phụ đã chuyển lại bí thuật hư truyền cho Po. Po nói rằng đúng là sư phụ không dạy ta, ta tự học thành tài đó. Ngón út của Po hạ xuống, tỏa chỉ công gây ra một làn sóng không khí cực mạnh cuốn sạch mặt đất, từ đó không còn Tàn Báo trên thế gian này nữa. Cuộc chiến thắng lợi, các dân làng ở thung lũng Bình Yên cuối cùng có thể trở về nhà mình rồi. Mọi người hân hoan nhảy nhót ca ngợi hành động anh hùng của Thần Long Đại Hiệp, mà sư phụ ở cung điện ngọc cuối cùng cũng yên lòng có được sự bình yên thực sự. Các bạn có biết tại sao gấu trúc lại suýt tuyệt chủng không? Thuở xa xưa có một hoàng tử công tài năng ở thành Hoàng Môn, Thái tử Sen. Lúc chế tạo pháo hoa, anh ta đã phát minh ra thuốc nổ. Loại thuốc nổ này có sức mạnh hủy diệt, có thể khiến hàng nghìn người chết ngay tức khắc. Nhà vua và hoàng hậu chim công cảm thấy con
trai quá tàn nhẫn, nên đã tìm Linh Dương Tiên Cô xem bói. Linh Dương Tiên Cô phán rằng Thái tử Sen sẽ trở thành thủ lĩnh mọi tội ác, nhưng sau này anh ta sẽ bị một chiến binh trắng đen đánh bại. Lời này đã bị Thái tử Sen nghe thấy, anh ta căm ghét mê tín dị đoan, đồng thời sai người giết hết tất cả gấu trúc. Nhà vua biết được hành động tàn bạo của con trai thì vô cùng tức giận, nên đã trục xuất Thái tử Sen ra khỏi thành Hoàng Môn. Để trả thù, Thái tử Sen chăm chỉ sản xuất ra các loại vũ khí. Lúc này anh ta phát hiện ra rằng trong quá trình chế tạo vũ khí thiếu một loại kim khí, vì thế anh ta sai người tới thôn nhỏ dưới chân núi Cung Ngọc để tìm. Đội quân sói của Thái tử Sen nhanh chóng vào trong thôn làng cướp tất cả các sản phẩm kim loại, gây ra động tĩnh lớn như vậy, Thần Long Đại Hiệp và Ngũ Đại Hào Kiệt đương nhiên không thể ngồi yên, vô đánh nhau với đội quân sói. Đòn đá xoáy của anh đã đánh bại đội quân sói, đám sói hoang chỉ đành hốt hoảng rút lui. Nhưng lúc này Po nhìn thấy vật tổ trên lưng của đội quân sói, trong đầu anh hỗn loạn vô cùng, dường như nhìn thấy dáng vẻ mẹ mình rời khỏi mình bỏ đi trong đêm gió tuyết năm đó. Nhân lúc Po thất thần, sói hoang đánh bay Po bằng một chiếc búa, mang theo kim loại rời đi. Chuyện này khiến Po luôn canh cánh trong lòng. Anh trở về nhà hỏi cha ngỗng về thân thế của mình. Cha ngỗng thấy không giấu nổi nữa, đành nói ra sự thật. Năm đó cha ngỗng nhặt được Po trong gánh rau ở cuối ngõ. Po biết được sự thật mặc dù không rời khỏi cha mình, nhưng trong lòng luôn muốn biết anh từ đâu đến, cha mẹ anh ở nơi nào. Bên kia Thái tử Sen nhận được kim loại thì thuận lợi chế tạo rất nhiều vũ khí, bắt đầu con đường báo thù. Bước đầu tiên là lấy được thành Hoàng Môn, anh ta dùng pháo giết chết Tê Giác Đại Hiệp canh giữ cổng thành Hoàng Môn, bắt giữ Tiên Cô. Sau đó Thái tử Sen thừa thắng xông lên chế tạo càng nhiều pháo đạn hơn. Lúc này cha của Thái tử Sen đã qua đời, anh ta ném ngai vàng của cha đi, đặt Đại Bác lên vị trí ngai vàng. Ước mơ của Thái tử Sen là dùng Đại Bác thống trị cả đất nước. Anh ta bảo Linh Dương Tiên Cô bói cho mình một quẻ, xem thử tương lai của mình như nào. Nhưng kết quả mà Linh Dương Tiên Cô bói ra giống hệt lúc trước, Thái tử Sen sẽ bị đánh tơi bời tan tác bởi một chiến sĩ đen trắng. Thái tử Sen tức giận rồi, không phải mình đã giết sạch tất cả gấu trúc rồi sao? Lúc này thuộc hạ cấp báo nói rằng phát hiện một con gấu trúc biết võ công. Thái tử Sen vô cùng tức giận, quyết tâm phải giết chết Po. Sư phụ ở cung điện Ngọc nhận được thư cầu cứu của thành Hoàng Môn, lập tức cử Ngũ Đại Hào Kiệt và Thần Long Đại Hiệp cùng lên đường phá hủy Đại Bác tàn ác, đưa Thái tử Sen ra pháp luật xử lý. Po và Ngũ Đại Hào Kiệt ăn gió nằm xương, trải qua một chuyến đi gian khổ, cuối cùng đến ngoài thành Hoàng Môn. Đám người Po lẻn vào trong thành Hoàng Môn, phát hiện trong thành đều là quân đội sói. Họ quyết định lặng lẽ lẻn vào tòa tháp nơi cất giữ vũ khí, nhân lúc không phòng bị phá hủy Đại Bác. Nhưng trong từ điển của Po không có hai từ lặng lẽ, anh chui vào trong một con rồng lớn làm bằng trúc, dọc đường gây ra bao hỗn loạn, nhưng lại không bị ai nghi ngờ thân phận. Ngũ Đại Hào Kiệt nhận ra nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, họ dứt khoát chui vào con rồng to của Po và cùng nhau rêu rao khắp nơi. Họ thấy một tên lính bắt nạt Sơn Dương, Po đánh bay sói hoang cứu Sơn Dương. Sơn Dương nói với họ, hóa ra Ngưu Đại Hiệp và Cá Sấu Đại Hiệp từng canh giữ thành Hoàng Môn vẫn còn sống, nhưng bị Thái tử Sen nhốt lại rồi. Po nghe được tin tốt này, vội vã chạy về phía nhà tù, nhưng không ngờ sói hoang bị Po đánh bay lại gọi cứu viện tới, đuổi sát theo sau đám người Po. Đám người Po vừa trốn khỏi sự truy sát vừa thăm dò đường đi, cuối cùng họ cũng đến trước cổng nhà tù. Sau khi dễ dàng thoát khỏi cai ngục, Po nhìn thấy idol Ngưu Đại Hiệp và Cá Sấu Đại Hiệp. Anh mở cổng nhà tù ra, muốn dẫn hai đại hiệp rời khỏi đây, lại bị từ chối. Ngưu Đại Hiệp và Cá Sấu Đại Hiệp biết nếu họ chạy trốn, thì Đại Bác của Thái tử Sen sẽ nhắm vào người dân trong thành Hoàng Môn đầu tiên. Chứng kiến cái chết của Tê Giác, họ có hiểu biết sâu sắc rằng võ công đều vô giá trị trước công nghệ cao. Lúc này, quân đội sói đuổi vào trong nhà tù, đám người Po thấy sự việc không ổn đã vội quay đầu bỏ chạy. Mặc dù Po và Ngũ Đại Hào Kiệt có võ công hơn người, nhưng hai nắm đấm khó địch nổi bốn tay, họ cuối cùng vẫn bị đội quân của Thái tử Sen bắt giữ. Họ bị còng tay vào còng sắt áp giải tới trước mặt Thái tử Sen. Ở trước mặt Thái tử Sen, Po nói chuyện tào lao để kéo dài thời gian. Linh xà ở phía sau lặng lẽ mở khóa cho mọi người. Rất nhanh, Thái tử Sen mất đi hứng thú với Po, anh ta nhắm chuẩn Đại Bác về phía đám người Po, bảo thuộc hạ châm lửa tiễn bọn họ đi gặp Tê Giác Đại Hiệp. Nhưng cho dù bằng cách nào, thuộc hạ cũng không châm lửa đốt dây dẫn của Đại Bác được. Lúc này Thái tử Sen mới phát hiện đây là trò đùa của Đường Lang. Thật ra Đường Lang bị nhốt không phải là Đường Lang thật, Đường Lang thật đã chạy ra ngoài từ lâu rồi. Cùng lúc đó, Linh xà cũng mở khóa cho đám người Po. Đám người Po cùng nhau xông về phía Thái tử Sen. Đầu tiên họ phải đánh rơi Đại Bác xuống tòa tháp, khiến nó đập mạnh xuống đất. Sau đó Po lại bổ nhào về phía Thái tử Sen. Lúc anh cưỡi lên người Thái tử Sen chuẩn bị đánh người, một tia sáng lóe lên trong đầu. Hoa văn trên người Thái tử Sen sao mà quen thế? Po chợt nhớ ra lúc từ biệt với mẹ anh nhìn thấy Thái tử Sen. Nhân lúc tâm trạng Po đang bất ổn, Thái tử Sen quay đầu bỏ chạy. Anh ta bay đến tòa tháp bên cạnh và ra lệnh thuộc hạ bắn vào tòa tháp. Đạn pháo liên tiếp bắn trúng tòa tháp, tòa tháp lung lay sắp đổ. Po thấy tòa tháp sắp đổ, thế là họ đành phải vừa leo lên đỉnh của tòa tháp, vừa né tránh tên lửa bắn tới của Thái tử Sen. Tòa tháp đã ầm ầm sụp đổ, mấy người Po lợi dụng quán tính của tòa tháp đang đổ bay ra ngoài, sau đó tiếp tục tháo chạy trận hỏa tiễn của Thái tử Sen. Mấy người Po lại chạy trở về nhà tù. Hồ tỷ vô cùng tức giận rằng Po đã để Thái tử Sen tháo chạy, dạo này Po có gì đó không ổn, nên cô không định cho Po tham gia vào hành động tiếp theo. Po không phục, hai người đánh nhau ở trong nhà tù. Hồ tỷ hỏi Po rằng vì sao nhất định phải tham gia vào hành động. Po nói rằng bởi vì rất có thể Thái tử Sen là người duy nhất biết người nhà mình ở đâu, cha mẹ mình là ai. Nhưng cuối cùng Hồ tỷ vẫn bảo Po ở lại trong nhà tù, dẫn theo Ngũ Đại Hào Kiệt rời đi. Lúc Ngũ Đại Hào Kiệt vẫn đang do dự lẻn vào lâu đài của Thái tử Sen bằng cách nào, Po đã lẻn vào trại địch trước họ một bước, cũng không biết là anh may mắn hay xui xẻo. Po vừa lẻn vào trong thành thì gặp ngay Thái tử Sen. Po hỏi Thái tử Sen về thân thế của mình. Thái tử Sen vừa phớt lờ Po, vừa tìm cơ hội. Anh ta nhân lúc Po thất thần, chặt đứt dây xích sắt bên cạnh, lò than khổng lồ rơi xuống người Po. Po nắm chặt lò than và bị treo lơ lửng trên không trung. Lúc này, Ngũ Đại Hào Kiệt nghĩ ra một cách hay, họ quyết định đốt lâu đài của Thái tử Sen.
đen, nhưng lúc họ đẩy chiếc xe đang cháy vào trong thành thì phát hiện Po đang bị treo trên không trung. Họ sợ làm tổn thương đến Po, Ngũ Đại Hào Kiệt lập tức bỏ kế hoạch đốt cháy lâu đài. Họ vừa dập lửa vừa đánh nhau với binh lính của Thái tử Sen. Bên kia Po nhanh chóng bỏ lên, nhưng ngay sau đó lại bị Thái tử Sen đánh ngã xuống băng truyền. Bên dưới băng truyền chính là một lò luyện gang nóng chảy. Đôi chân ngắn của Po đang chạy ngược trở lại, cuối cùng vẫn không thoát được sức mạnh cực lớn của băng truyền. Anh rơi xuống dưới, Thái tử Sen cúi đầu kiểm tra kỹ xem Po có phải đã bị tan chảy rồi hay không, nhưng không ngờ Po lại chui ra từ phía sau lưng anh ta. Thái tử Sen phóng ám khí ra rồi bỏ chạy, Po chạy đuổi sát theo sau, cuối cùng chặn Thái tử Sen ở trước tường gỗ. Po kiên nhẫn hỏi dò Thái tử Sen về thân thế của mình. Đương nhiên Thái tử Sen sẽ không dễ dàng trả lời. Anh ta đập vỡ tường gỗ phía sau, xuất hiện một đại bác siêu việt. Thái tử Sen đốt cháy dây dẫn, một quả đạn pháo bay về phía Po, đạn pháo đẩy Po xuyên tường bay ra phía xa, đập mạnh xuống đất tạo ra một đám khói bụi. Po mệnh lớn, được Linh Dương Tiên Cô cứu. Dưới sự giúp đỡ của Tiên Cô, Po đã nhớ lại chuyện hồi còn nhỏ. Khi đó anh trải qua cuộc sống vui vẻ trong thôn gấu trúc, nhưng Thái tử Sen nghe Linh Dương Tiên Cô phán rằng mình sẽ bị bại dưới tay một chiến sĩ đen trắng. Vì thế anh ta dẫn theo người tới thôn gấu trúc muốn giết sạch tất cả gấu trúc. Mẹ gấu trúc mang theo Po đang còn nhỏ tuổi chạy trốn khỏi thôn. Bà đặt Po vào trong một chiếc xe chở rau, quay người dẫn dụ đám người Thái tử Sen đang đuổi sát theo sau. Po nhớ lại chuyện cũ thì càng mơ hồ hơn. Linh Dương Tiên Cô dạy anh, chuyện đã qua không thể quyết định con là người như nào, mà những lựa chọn tương lai của con mới quyết định con muốn trở thành người như nào. Nghe thấy lời này, Po bỗng giác ngộ ra, anh biết mình nên làm gì tiếp theo rồi. Ngũ Đại Hào Kiệt lúc này đã bị Thái tử Sen bắt giữ. Giải quyết được Ngũ Đại Hào Kiệt và gấu trúc đáng ghét, Thái tử Sen tự tin hơn bao giờ hết. Anh ta đã sẵn sàng thống nhất đất nước rồi, dẫn dắt thuộc hạ mang đại bác và hành quân tới tòa thành tiếp theo. Nhưng chưa đợi ra khỏi thành Hoàng Môn, Thái tử Sen đã nhìn thấy Po đang đứng ở trên mái nhà. Sao anh vẫn chưa chết chứ? Thái tử Sen sai người đặt đại bác nhắm vào Po. Po nhìn thấy tình hình không ổn nên vội trốn đi, khiến các binh lính của Thái tử Sen hỗn loạn. Po nhân lúc hỗn loạn đã cứu Ngũ Đại Hào Kiệt, sáu sư huynh đệ cùng nhau chiến đấu, cùng nhau đối phó với binh linh của Thái tử Sen. Lúc này Như Đại Hiệp và Cá Sấu Đại Hiệp cũng tới giúp đỡ. Họ đã nghĩ thông suốt rồi, chủ động thoát ra khỏi nhà tù và gia nhập chiến đấu, báo thù rửa hận cho anh em tốt Tê Giác Đại Hiệp. Po còn chưa kịp vui vẻ, phía xa lại có một nhóm người chết ngựa đổ. Sư phụ ở cung ngọc lại tới đây. Sư phụ ra lệnh các đồ đệ dùng thuyền chặn đường đi của quân đội Thái tử Sen. Thái tử Sen nhanh chóng hạ lệnh bảo thuộc hạ nổ pháo, nhưng thuộc hạ lo sợ sự hỗn loạn hiện tại trên chiến trường, nổ súng dễ dàng làm bị thương người của mình. Sắp thấy Po chạy lên tới đây, Thái tử Sen đẩy thuộc hạ ra và xông đến trước đại bác, đích thân đốt cháy dây dẫn. Quả đạn pháo đã hạ gục khiến Po, Ngũ Đại Hào Kiệt và sư phụ họ rơi vào trong nước, trơ mắt nhìn thuyền của Thái tử Sen vượt qua chướng ngại vật và ép sát tới. Po đi tới kiểm tra vết thương của Hồ tỷ, quả nhiên mọi người bị thương rất nặng, bây giờ cũng chỉ mình anh có thể xông lên trước ngăn chặn Thái tử Sen thôi. Đối mặt với kẻ thù giết hại gia tộc cha mẹ mình, Po lúc này lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí anh bắt đầu bình tĩnh đánh Thái cực quyền. Thái tử Sen ra lệnh thuộc hạ nổ pháo, đạn pháo mang theo lửa và chớp bay về phía Po. Lúc này Po bình yên với chính mình, anh có thể cảm nhận được dù chỉ là dao động nhỏ xíu ở bên ngoài, cơ thể anh chuyển động thuận theo phương hướng đạn pháo bay, lại chuẩn xác đỡ quả đạn pháo và ném về phía xa. Thái tử Sen không dám tin vào mắt mình, bảo thuộc hạ tiếp tục nổ pháo. Từng quả đạn pháo như thiên thạch bay về phía Po. Po lần đầu lạ nhưng lần hai ắt quen, anh đỡ đạn pháo ngày càng nhiều thì tay càng thuận. Thái tử Sen đã thẹn quá hóa giận, trơ mắt nhìn đội quân của mình bị đạn pháo của mình đánh đập tan tác. Lại một quả đạn pháo bay tới, Po đỡ quả đạn pháo và sử dụng phong hỏa luân vô địch. Sau khi tăng tốc độ của đạn pháo thì ném trở về phía Thái tử Sen. Sau khi tiếng nổ kịch liệt qua đi, thuyền lớn của Thái tử Sen đã chia năm xẻ bảy, và con chim công luôn kiêu hãnh lúc này cũng nhếch nhác không kém. Nhìn thấy Thái tử Sen kinh hồn bạt vía, Po đi tới có lòng tốt khuyên bảo. Bề ngoài Thái tử Sen tỏ vẻ vô cùng cảm động, nhưng nhân lúc Po không chú ý đâm giết về phía Po, vô số con dao bay về phía Po và muốn giết chết anh. Thấy Po né tránh được, anh ta lại nhặt ngọn giáo dưới đất lên đánh đuổi Po không ngừng. Hai người đánh nhau gây ra chấn động lớn, khiến con thuyền vốn đang lung lay sắp sụp chỉ còn xác mạnh mẽ sụp xuống. Po nhanh chóng né tránh, Thái tử Sen bị đập trúng chính diện. Lần này Thái tử Sen cuối cùng cũng chết rồi. Người dân trong thành Hoàng Môn hoan hô nhảy nhót, đốt pháo hoa chúc mừng thắng lợi vĩ đại này. Po chiến thắng trở về quay lại quán ăn của cha ngỗng. Anh nói với cha ngỗng rằng mình nhớ ra thân thế của bản thân rồi, cũng tìm được thôn làng mà mình sinh ra rồi. Nhưng điều này không cản trở mình là con trai của cha ngỗng. Cho dù anh đi tới đâu, cho dù anh thành công đến mức nào, anh vẫn mãi là con trai của cha ngỗng. Nơi này là cõi linh hồn, chỉ có người chết mới đến được đây. Một con dao găm ngọc bích đâm vào đại sư Orkway, bị đại sư Orkway dễ dàng hóa giải. Kẻ đánh lén ông chính là thiên sát. Con dao găm ngọc bích của thiên sát lại muốn giết hại đại sư Orkway. Đại sư Orkway bật người lên, dùng khí công để trấn áp thiên sát đang giận dữ, nhưng không biết rằng thiên sát đã ở cõi linh hồn 500 năm, đã lấy hấp thụ khí của các đại sư khác, còn biến họ thành con rối. Đại sư Orkway thấy tình hình không ổn, mở lưới phòng ngự thái cực, nhưng cuối cùng vẫn không địch nổi đòn tấn công của thiên sát. Lưới phòng ngự bị phá vỡ, đại sư Orkway bị thiên sát bắt hấp thụ khí. Thế là kết thúc một thế hệ tông sư. Thiên sát hấp thụ khí của đại sư Orkway, cuối cùng phá giải phong ấn trở lại cõi trần. 500 năm đã trôi qua, không ai trên thế giới này còn nhớ một đại anh hùng như hắn nữa.
Bất đắc dĩ, hắn đành nhắc tới tên đại sư Orkway nổi tiếng. Không ngờ 500 năm nay Orkway rất có danh tiếng, học trò ở khắp nơi. Thiên sát rất tức giận, hắn thả đám con rối ra, muốn đi bắt đồ đệ của đại sư Orkway. Bên kia, Thần Long đại hiệp, cô còn chưa biết chuyện xảy ra ở cõi linh hồn, anh gặp phải vài chuyện rắc rối. Sư phụ muốn nghỉ hưu, ông tuyên bố từ nay về sau, võ công của Ngũ Đại Hào Kiệt sẽ do Po truyền thụ, nhưng võ công của Po vẫn chưa luyện thành thạo, sao dạy người khác được đây? Sư phụ căn bản không cho Po thời gian tranh cãi, một chiêu dương đông kích tây tuyệt thế rời đi, vì thế Po đành phải cứng nhắc xuất trận. Sau khi được anh huấn luyện chăm sóc, Ngũ Đại Hào Kiệt không chỉ bị thương toàn thân, còn suýt nữa phá hỏng phòng luyện công. Buổi tối, sư phụ đến thăm hỏi Po về tình hình buổi truyền thụ đầu tiên, kết quả quả nhiên tệ hại y như những gì ông nghĩ. Thật ra sư phụ muốn rèn luyện Po nên mới để anh làm thầy. Dù sao Thần Long đại hiệp mới có một trong 500 năm, đại sư Orkway vô cùng coi trọng Po, ông đặc biệt dặn dò sư phụ truyền thụ một loại thần công cho Po, đó là khí công, nhưng sư phụ vẫn chưa luyện thành thạo khí công, có thể phải bế quan nghiên cứu tỉ mỉ. Hôm đó, Po nghe thấy có một kẻ ăn nhiều đến quán mì nhà mình gây sự, Po vội chạy về quán mì xem thử, tên gây sự này sao mà giống bản thân anh y như đúc. Kẻ ăn nhiều này tên là Lý Sơn, cũng là một gấu trúc, ông ấy nói rằng mình đi lang thang khắp nơi là tìm kiếm con trai thất lạc. Po nghe xong thì đồng cảm sâu sắc, ông thấy đấy, tôi cũng chưa tìm thấy cha ruột. Hai người chúc phúc nhau xong thì mỗi người một ngả, ngay cả các chú lợn xem náo nhiệt bên cạnh cũng khóc vì sự ngu ngốc của họ. Lúc này, hai người mới nhận ra, họ không phải chính là cha con đã thất lạc nhiều năm sao? Lúc này Po mới biết còn có một thôn gấu trúc thần bí trên núi, nhà cũ của mình ở đó. Lần đầu tiên Po gặp được cha ruột nên vô cùng phấn khích, vui vẻ đến mức kéo Lý Sơn đến cung điện ngọc, khoe các bảo vật ở đây cho cha mình xem. Hai cha con quậy phá trong cung điện ngọc đến mức hỗn loạn, cuối cùng làm kinh động đến sư phụ và Ngũ Đại Hào Kiệt. Lần đầu tiên gặp, Lý Sơn đương nhiên hàn huyên vài câu với sư phụ. Thế nhưng lúc này, dưới núi đột nhiên vang lên âm thanh kỳ lạ, có người tấn công thôn làng, kẻ đến chính là con rối mà thiên sát sai đến. Po nhìn thấy những kẻ này không phải đều từng là đại sư võ thuật nổi danh một thời sao, và lại đã chết hơn 100 năm rồi, không ngờ họ còn có thể nhìn thấy động đậy được. Po càng đánh càng hăng, hợp lực với linh xà, dùng bánh bao công kích, cuối cùng khống chế được ba con rối ngọc, nhưng không ngờ ba con rối này chỉ là camera giám sát của thiên sát. Thông qua mắt của con rối, thiên sát cuối cùng cũng nhìn thấy đám đồ đệ của đại sư Orkway, sớm muộn sẽ có ngày hắn sẽ hấp thụ hết khí của đám nhóc này. Trở về cung ngọc, sư phụ tìm thấy tư liệu của thiên sát trong cuốn sách của đại sư Orkway. Đại sư Orkway và thiên sát là huynh đệ kết nghĩa, họ từng sát cánh kề vai chiến đấu. Lúc đại sư Orkway bị trọng thương, là thiên sát cõng ông đi khắp nơi cầu cứu. Họ tìm được một ngôi làng gấu trúc biết võ công, lúc này mới chữa lành được cho đại sư Orkway. Dân làng gấu trúc còn truyền thụ bí kíp khí công cho đại sư Orkway và thiên sát, nhưng thiên sát nhận ra khí công không chỉ có thể nhận được bằng cách ban tặng, còn có thể cướp, vì thế hắn đã bước lên con đường tà đạo. Đại sư Orkway ngăn chặn hắn nên đã đánh nhau, cuối cùng đại sư Orkway giành thắng lợi, trục xuất thiên sát đến cõi linh hồn. Mà bây giờ thiên sát đã phá giải phong ấn của cõi linh hồn, bây giờ chỉ có đại sư khí công thực thụ mới ngăn chặn được hắn. Nhưng ai biết khí công chứ, sư phụ từng học khí công duy nhất của võ lâm năm đó cũng đã mất rồi. Lúc này Lý Sơn nói rằng ông ấy biết khí công, nếu cô muốn học khí công thì phải trở về ngôi làng gấu trúc cùng mình, đầu tiên học cách sống của loài gấu trúc trước rồi học khí công. Cha ngỗng của Po không yên tâm về con trai, cũng theo gấu trúc lên đường trở về làng. Trải qua con đường gian khổ gập ghềnh, họ cuối cùng cũng đến ngôi làng gấu trúc thần bí. Po nhận được rất nhiều sự chào đón nồng nhiệt của dân làng gấu trúc, ngay cả mỹ nữ đệ nhất của thôn làng gấu trúc cũng yêu Po từ cái nhìn đầu tiên. Po phát hiện mình muốn trở thành một chú gấu trúc phải học quá nhiều. Bên kia, sau khi Po rời khỏi cung, sư phụ không yên tâm những con rối ngọc kia nên bảo Tiên Hạc và Đường Lang theo dõi. Họ phát hiện dấu vết của thiên sát ở một chiếc thuyền nát gần đó. Tiên Hạc vốn định trở về bẩm báo với sư phụ, nhưng Đường Lang vô cùng nông nổi nên đã xông vào trong trước. Tiên Hạc hết cách đành phải theo vào cùng, nhưng anh ấy và Đường Lang căn bản không phải là đối thủ của thiên sát, cũng bị biến thành con rối ngọc. Rất nhanh, sư phụ nhận được tin tức tất cả các đại sư võ thuật trong thiên hạ đều mất tích, rõ ràng đều do thiên sát bắt đi. Sư phụ dẫn theo ba đại hiệp tới sơ tán người dân trong thôn. Rất nhanh, cung ngọc biến thành chiến trường. Quả nhiên sư phụ chưa dứt lời, thiên sát đã dẫn theo con rối đến cung điện ngọc. Kim Hầu, Hồ Tỷ và Linh Xà cùng lên bao vây thiên sát, hai con dao ngọc của thiên sát vây kín như bưng, lại thêm có các con rối ngọc trợ giúp, ba đại hiệp căn bản không có lợi thế. Cuối cùng sư phụ cũng ra tay, ông dốc toàn lực xông về phía thiên sát, nhưng lại nhìn thấy ngọc bội trên cổ của thiên sát, đó chính là con rối ngọc do đại sư Orkway biến thành. Sư phụ nhất thời ngây người, bị thiên sát đánh bay đi. Chớp mắt Kim Hầu và Linh Xà cũng bị biến thành con rối, Ngũ Đại Hào Kiệt chỉ còn lại Hồ Tỷ duy nhất. Mà chính lúc này thiên sát dùng dây xích quấn chặt bức tượng của đại sư Orkway, hắn dùng lực kéo ra, bức tượng phá hủy toàn bộ cung ngọc, cuối cùng rơi xuống thôn làng ở dưới chân núi tan nát. Mà sư phụ cũng không thoát được vận hạn biến thành con rối. Hồ Tỷ chịu đựng đau buồn, cầm theo cuốn sách của đại sư Orkway lập tức chạy trốn đi tìm Po. Ở làng gấu trúc, Po đang học làm một chú gấu trúc đúng nghĩa với Lý Sơn, tinh túy ở 8 chữ thuận theo tự nhiên, càng lười càng tốt. Quả nhiên Po đặc biệt có thiên phú về khoản lười biếng, rất nhanh anh nắm được tất cả thói quen của gấu trúc, lười tới mức trò giỏi hơn thầy, đoán chừng rất nhanh có thể được cha dạy khí công cho mình. Lúc này Hồ Tỷ tìm tới làng gấu trúc, cô kể cho Po về chuyện của cung ngọc. Bây giờ thiên sát đang tới làng gấu trúc, mục tiêu của hắn là giết chết Po, bắt tất cả các gấu trúc trong làng gấu trúc. Hồ Tỷ luôn hy vọng trông chờ vào Po, có phải cậu đã học được khí công rồi không? Po không dám nói cho Hồ Tỷ rằng căn bản mình chưa bắt đầu học khí công. Anh hoảng loạn đi tìm Lý Sơn, bảo ông mau chóng dạy khí công cho mình, nhưng Lý Sơn lại nói thời cơ chưa đến.
Sau vài lần ép hỏi của Po, Lý Sơn cuối cùng phải thừa nhận, ông không hề biết khí công gì đó. Ông nói dối để lừa Po đến làng gấu trúc. Ông không hy vọng mất đi đứa con trai vừa mới nhận lại bị cuốn vào vòng xoáy của võ lâm. Lần này, hy vọng cuối cùng của Po tan vỡ rồi, nhưng anh vẫn quyết định ở lại làng gấu trúc bảo vệ người dân. Po chặt vài cây trúc để làm người giả luyện công, nhặt lại võ công đã bỏ bê từ lâu, nhưng Hồ Tỷ lại cảm thấy Po dùng võ công này là muốn đánh bại Thiên Sát, đơn giản là điều viển vông, chỉ có đại sư khí công thực thụ mới có thể đánh bại Thiên Sát. Vừa nhắc đến khí công thì Po vô cùng tức giận, anh không hề biết khí công, ở đây cũng không có đại sư khí công, hơn nữa anh đơn phương độc mã, làm sao ngăn chặn được đại quân ngọc của Thiên Sát đây? Trong lúc quan trọng, Lý Sơn và Cha Ngỗng xuất hiện, họ lên kế hoạch tập hợp thành một đội quân gấu trúc chiến đấu với đại quân ngọc của Thiên Sát. Po nhìn thấy hai người cha của mình thì đau cả đầu, ngay cả võ công hai người cũng không biết thì lấy gì ra để chiến đấu với đội quân ngọc chứ. Lý Sơn bảo Po dạy các gấu trúc võ công, đây là cách duy nhất của anh. Po tích lũy kinh nghiệm từ lần dạy ngũ đại hào kiệt, dạy gấu trúc theo năng khiếu của họ. Dưới sự chỉ dẫn của Po, võ công của dân làng gấu trúc tiến bộ nhanh chóng, mà Thiên Sát cách họ ngày càng gần. Thiên Sát cuối cùng cũng tới làng gấu trúc. Po đã chờ sẵn ở cổng làng rất lâu rồi. Thiên Sát sai đoàn quân ngọc của hắn tấn công làng gấu trúc. Po lên tiếng ra lệnh, hai gấu trúc to lớn bay vút lên không trung như đạn đại bác, công kích chính xác vào tiên hạc trên không trung. Đội quân ngọc tiến vào thôn làng, đến lượt gấu trúc lăn ra sân rồi. Họ đánh bay những xác sống ngọc thạch như những quả bóng bowling. Sau đó, vô số gấu trúc lần lượt ra trận theo sự chỉ huy của Po. Tất cả người dân trong thôn đều trở thành binh lính và tham gia vào cuộc chiến. Ngay cả mỹ nhân gấu cũng đại khai sát giới bằng côn nhị khúc. Dân làng gấu trúc thành công ngăn chặn đội quân ngọc. Po rảnh tay rồi, bây giờ có thể tập trung đối phó với Thiên Sát. Anh nhảy xuống khỏi vách đá, dọc đường lăn lộn và biến thành quả cầu tuyết lớn, lăn về phía Thiên Sát. Thiên Sát giật nảy mình, quả cầu tuyết đập vào người Thiên Sát và vỡ thành bọt máu. Po nhảy ra từ bên trong, nhân lúc Thiên Sát đang mơ màng, anh dùng vô tích tỏa chỉ công kẹp chặt mũi trâu của Thiên Sát. Đây chính là chiêu thức lợi hại nhất của Po, bất kỳ kẻ nào trúng chiêu này đều sẽ bị hủy hoại triệt để, nhưng chiêu này chỉ có tác dụng với người trần. Thiên Sát là sát tinh từ cõi linh hồn trở về, chiêu này căn bản không có tác dụng. Bây giờ con át chủ bài của Po mất rồi, chỉ còn bị đánh thôi. Po bảo Lý Sơn dẫn dân làng chạy trốn, anh không thể đánh bại Thiên Sát. Thiên Sát đã đuổi tới. Po nhìn thấy tất cả dân làng của thôn gấu trúc sắp không giữ nổi mạng, anh đột nhiên nhanh trí chạy tới ôm chặt Thiên Sát. Anh dùng vô tích tỏa chỉ công lên người mình, chiêu này đã phá hủy cơ thể của Po, đồng thời cũng phá hủy Thiên Sát bị Po ôm chặt. Hai người cùng chết, bị chuyển đến cõi linh hồn, mặt đất chỉ còn lại những cánh hoa bay theo gió. Lý Sơn chạy tới bên cạnh những cánh hoa như kẻ điên vậy, con trai của ông biến mất rồi. Để cứu con trai, Lý Sơn hướng dẫn dân làng bắt chước dáng vẻ ông từng nhìn thấy trong cuốn sách của đại sư Ogway, thử kích hoạt khí công. Trong lòng mọi người đều nghĩ đến người quan trọng nhất. Rất nhanh, một tia sáng ngưng tụ trong lòng bàn tay họ. Bên kia, Po tiễn Thiên Sát trở về cõi linh hồn thành công. Thiên Sát hẹn quá hóa giận, hắn muốn giết chết Po. Po căn bản không phải là đối thủ của Thiên Sát, chưa được vài chiêu đã bị Thiên Sát bắt. Nhìn thấy Thiên Sát sắp hấp thụ khí của anh và biến thành xác sống ngọc thạch, đột nhiên Po cảm thấy ngực mình nóng lên, vô số tia sáng tỏa ra khỏi lồng ngực, càng ngày càng nhiều ánh sáng rực rỡ bao phủ toàn thân Po. Đây là sức mạnh của dân làng thôn gấu trúc. Po cuối cùng cũng trở thành thần long đại hiệp thực sự rồi, khắp người anh tỏa ánh sáng vàng, tràn đầy sức mạnh của khí. Po dùng khí vẽ ra một con rồng khổng lồ, con rồng xuyên qua giữa trời đất. Thiên Sát nhanh chóng mất đi sức mạnh đánh trả, bị con rồng to kéo lê va chạm khắp nơi. Thiên Sát không phục, vì tranh đoạt khí của đại sư Ogway mà hắn tu luyện 500 năm, vì muốn giết Po, hắn đồng ý tu luyện tiếp 500 năm nữa, nhưng Po không cho hắn thời gian này. Anh dùng khí công mạnh nhất, không phải Thiên Sát thích khí sao? Vậy thì cho hắn hết đi. Khí mạnh mẽ nhập vào cơ thể của Thiên Sát, cơ thể Thiên Sát căn bản không chịu nổi, cuối cùng bị nổ tung. Một tia sáng vàng lóe lên, tất cả các đại sư bị Thiên Sát hấp thụ khí đều trở về trần gian, bao gồm cả sư phụ và ngũ đại hào kiệt. Nhưng Po vẫn không trở lại nha. Po gặp được đại sư Ogway ở cõi linh hồn. Đại sư Ogway vô cùng tán thưởng mọi chuyện mà Po đã làm. Bây giờ cuối cùng anh cũng thay ra đổi thịt trở thành thần long đại hiệp thực thụ, mà Ogway cũng có thể trao quyền trượng tượng trưng cho sự hòa hợp âm dương cho Po rồi. Po nhận cái nạng và trở về làng gấu trúc. Tất cả các thảm họa đã trôi qua và thế giới trở về bình yên. Po thu nhận đồ đệ trong cung điện ngọc. Tất cả những người có quan tâm đến võ thuật đều có thể học khí công và võ thuật, cuối cùng cũng phát huy truyền thống trong tay thần long đại hiệp. Bộ phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại những video tiếp theo trên kênh.